Thưa quý vị, ngày hôm nay, mùng 9 tháng 4, Công an quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan tố tụng vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thanh Hải, 29 tuổi, quê ở Nam Định để điều tra về hai tội giết người và hủy hoại tài sản. Hải được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy tại xóm Trọ khiến 6 người thương vong xảy ra cách đây ít hôm. Theo kết quả điều tra ban đầu vào cuối năm 2019, Hải có quan hệ tình cảm với một nam thanh niên 28 tuổi, quê ở Tuyên Quang. Vào cuối tháng 1 vừa qua, Hải nói mình có thai với nam thanh niên này nhưng bị gia đình bạn trai ngăn cản, không cho kết hôn nên thường xuyên cãi nhau với bạn trai. Vào đầu tháng 3, thanh niên trên chuyển đến ở cùng anh họ tên là Việt tại nhà trọ số 4, ngõ 60, phường Phú Đô, quận Nam Tử Liêm. Cho rằng bạn trai né tránh, anh Việt và gia đình xúi dục bạn trai chấm dứt quan hệ với mình nên Hải đã nảy sinh ý định trả thù. Vào chiều ngày 31 tháng 3, Hải mua xăng đến nhà trọ của thanh niên trên rồi đổ xăng, châm lửa, đốt xe của anh Việt và gây ra vụ hỏa hoạn khiến một người chết, 5 người bị thương. Gây án xong, Hải bỏ đi, sau đó bị công an bắt giữ vào tối cùng ngày.